Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ bật thử con máy Lisilo. Thương hiệu là Lisilo, mã hiệu của nó là SD82M nha. Con này nặng 800 kg nha. Chạy với hai motor, hai động cơ. Đó. Hai động cơ hình như nó là một động cơ 3 kg à. Một động cơ 2 ký 2. Em xem lại xem động cơ mấy ký nhé. Động cơ này là động cơ 2 ký 2 này. Còn động cơ này xem nào. Hai động cơ đều 2 ký 2 nhá. Mặt cuốn của nó là 47 nhá, nhưng dao của nó chỉ được 45 thôi nhá. Mặt cuốn là được 48 chứ không phải 47. Lên xuống bằng 2 ti nhẹ nhàng nhá. Đó, con này đây em bán giá là 42 triệu nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Đó. Cứ cứ ken này là em có em tháo ra rồi. Em vệ sinh chưa xong mà em cứ test trước đi. Test thì em có một mình quay. Em không test trực tiếp bằng gỗ như ai có nhu cầu đấy, cọc tiền thì em sẽ test trực tiếp bằng gỗ. Tất cả là hoàn hảo thôi, nước sơn zin nhá, không chưa có sơn lại gì nhá. Đây đây là đó. Cưa thì là với cái điện 200V 3 pha của Nhật đấy thì nó là điện đấy thì nó có hai tốc độ nhá. Còn đâu nếu mà chuyển sang mà 3 pha của Nhật nhá, à 3 pha của Việt Nam mình nhá thì nó chỉ có một tốc độ nhanh thôi nhá. Thực ra mình đâu có dùng cái tốc độ của tốc độ chậm đâu, mình chỉ dùng tốc độ nhanh của nó là được rồi. Cho nên là cần dùng một tốc độ cũng được. Đó. Đây, thẩm đây. Silo. Con này nặng 800 kg nhá. Bàn thẩm của nó là 26 này, dài 1m62 này. Đó. Vậy ạ. Rồi, giá của nó là 42 triệu. Mọi người để ý đời con này thì rất chi là cao nhá. Bởi vì nó cái chân như này nó cao này. Mọi người để ý cái chân là biết đời cao đời thấp này. Đó. Tất cả lên xuống đều nhẹ nhàng hết nhá. Rồi, xin chào mọi người nhá.